chào quý khán giả đang đến với chương trình Tạp chí Văn hóa Xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy đội viên, thiếu niên nhi đồng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức đội vững mạnh. Thông qua các phong trào hoạt động đội như Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, công trình măng non đã khẳng định rằng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là môi trường tốt để các em học tập, rèn luyện, phát huy năng khiếu, thể chất, trí tuệ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng đội tỉnh, Nhà thiếu nhi Đồng Nai. Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, vừa qua Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức thực hiện video clip Tiếng kèn đội ta tại các địa chỉ đỏ. Đây là dịp để các em tìm hiểu về các địa danh, di tích trong tỉnh gắn liền với những câu chuyện lịch sử của cha ông. Năm nay Hội đồng đội tỉnh Đồng Nai có phân công cho Nhà thiếu nhi tỉnh thực hiện cái chương trình video clip Tiếng kèn đội ta tại các địa chỉ đỏ. Thì thông qua chương trình này nhằm giáo dục truyền thống cho các em thiếu nhi cũng như giới thiệu đến các bạn bè trên khắp đất nước Việt Nam những cái danh lam thắng cảnh, những cái di tích lịch sử của tỉnh Đồng Nai để các em thiếu nhi tỉnh Đồng Nai có thể tự hào thêm yêu cái quê hương nơi mình sinh ra với nhiều cái truyền thống tốt đẹp do cha ông để lại. Và thông qua cái chương trình này thì cũng muốn cho các em đội viên chúng ta thêm yêu thích các hoạt động của đội và từ đó thu hút được nhiều các em đến tham gia các hoạt động của đội hơn. Phòng phương pháp công tác đội với chức năng nhiệm vụ là tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chương trình rèn luyện đội viên để giáo dục các em tham gia học tập, sinh hoạt tại nhà thiếu nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn phong trào, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Hàng năm, đội nhà kèn đã dàn dựng các chương trình theo chủ đề nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các chương trình sự kiện trọng đại của tỉnh, những ngày lễ lớn của đất nước như chương trình Em là mầm non của đảng, chương trình Đội ta lớn lên cùng đất nước, chương trình Tiến bước lên đoàn, chương trình Thiếu nhi Đồng Nai tiếp bước cha anh, chương trình Em yêu biển đảo quê hương. Được thành lập từ năm 1998, tính đến nay qua hơn 800 lần biểu diễn phục vụ, đội nhạc kèn của Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã tạo được một chỗ đứng và một niềm tin yêu đặc biệt trong các sự kiện chính trị, những ngày lễ lớn của tỉnh. Với tổng số hơn 50 em đội viên sinh hoạt thường xuyên vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các em đội viên của đội nhạc kèn còn tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động về nguồn. Từ ngày thành lập đến nay, đội nhạc kèn đã có hơn 1.000 em đội viên tham gia sinh hoạt và đã trưởng thành. Một số em hiện nay đang là lực lượng nòng cốt của các đội nhạc kèn tại các trường trung học cơ sở trong thành phố Biên Hòa. Đội viên đội nhạc kèn đã và đang tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội, phong trào thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai. Nhà máy thủy điện Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tượng đài chiến thắng La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa, di tích nhà lao Tân Hiệp, di tích nhà xanh, văn miếu Trấn Biên là những địa chỉ đỏ mà các em đã được đến để thực hiện video clip Tiếng kèn đội ta. Các địa danh di tích này không chỉ thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thanh thiếu niên, nhi đồng, góp phần tô điểm, làm sáng thêm truyền thống yêu nước của mỗi người con đất Việt. Để tổ chức tốt chương trình này, ban lãnh đạo Nhà thiếu nhi đã chỉ đạo phòng phương pháp công tác đội chuẩn bị kỹ các nội dung từ khâu xây dựng kịch bản, thiết kế dàn dựng chương trình đến việc triệu tập các em trong đội nhạc kèn thực hiện hai nội dung, đó là thực hiện nghi thức chào cờ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kèn hiệu, trống chào cờ, quốc ca, đội ca, hô đáp khẩu hiệu đội và biểu diễn trống kèn gồm các tác phẩm Đi ta đi lên, đội ta lớn lên cùng đất nước, sáng tác Phong Nhã, bài cao tiếng hát ước mơ, sáng tác Nguyễn Nam và biểu diễn trống nghệ thuật. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đoàn đã thành kính nghiêng mình dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước. Lần đầu tiên là thực hiện cái hoạt động, thực hiện cái video clip Tiếng kèn đội ta tại các địa chỉ đỏ. Phải nói rằng là phải nói là đầu tiên làm nó có nhiều cái bỡ ngỡ,
Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có cái nghiên cứu và coi như là cùng nhau làm việc nhóm và để tạo ra cái sản phẩm này. Mong rằng là cái sản phẩm này sẽ được đến với tất cả các em đội viên trong toàn tỉnh và một trong những cái hoạt động giáo dục truyền thống rất là bổ ích và rất là ý nghĩa trong cái đợt kỷ niệm 80 năm thành lập đội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị được cái hoạt động này thì cái ekip phải nghiên cứu rất kỹ về cái khâu kịch bản cũng như là chọn những cái địa điểm địa chỉ đỏ làm sao cho nó phù hợp. Là công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận tập kích vào sân bay Biên Hòa, tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa tọa lạc ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa đã được cải tạo lại vào cuối năm 2012 với các hạng mục đại sảnh trước tượng đài các chiến sĩ chuyển từ chất liệu gốm sứ sang chất liệu đá xanh nguyên khối, các bức phù điêu miêu tả trận đánh vào sân bay Biên Hòa, các bồn hoa trang trí, nhiều hạng mục công trình khác. Công trình là địa điểm quen thuộc, gần gũi mà cũng là những địa chỉ đỏ để tìm hiểu cội nguồn, truyền thống yêu nước, cách mạng của lớp lớp thế hệ trẻ. Một công trình đặc sắc về nghệ thuật khác là đội kèn được đến tham quan và trình diễn tại đây, đó là Văn Miếu Trấn Biên ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Không chỉ chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử, Văn Miếu Trấn Biên còn là nơi thờ phụng các danh nhân văn hóa tiêu biểu của đất nước và là biểu trưng của nền văn hóa dân tộc. Em tham gia đội nhạc kèn từ lúc mà em đã vô lớp 6 cho đến bây giờ em lớp 11. Thì từ một đội viên em đã trở thành một người phụ trách. Em có thể giúp cho các em nhỏ có thêm nhiều kỹ năng hơn, đặc biệt là chia sẻ nhiều kinh nghiệm của em đến với các bạn nhỏ. Em đã cùng với cô và thầy đã chuẩn bị cho các bạn nhỏ được khoảng một tháng rồi ạ. Tập cho các bạn về những bài kèn, cho các bạn đi nghi thức hay là tập đội hình để cho các bạn chuẩn bị tinh thần để khi mà quay thì các bạn sẽ không bị loạng choạng. Thông qua cái chuyến đi này thì em giúp em hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử đội. Thông qua cái chuyến đi như là nhà lao Tân Hiệp, di tích nhà xanh, Văn Miếu Trấn Biên và nghĩa trang lịch sử tỉnh, qua đó giúp em trở rèn luyện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là công an trò giỏi cho Bác Hồ kính yêu và giúp em rèn luyện tốt để trở thành một đội viên thật là gương mẫu. Vâng, có thể thấy chuyến đi này đã để lại cho các em nhiều kỷ niệm đẹp. Các em không chỉ được hiểu hơn về những bài học lịch sử quý giá, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc, những cống hiến hy sinh to lớn của lớp người đi trước, đổi lấy độc lập tự do cho đất nước. Mà từ đây các em còn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát huy, bảo vệ di tích, cũng như tích cực tham gia góp phần dựng xây và bảo vệ quê hương Đồng Nai ngày càng phát triển. Video clip Tiếng kèn đội ta tại các địa chỉ đỏ sau khi hoàn thành sẽ được phát hành trên trang mạng thông tin điện tử, Nhà thiếu nhi Đồng Nai và Hội đồng đội tỉnh. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.